Hello mọi người. Mấy bạn bảo là mình làm cái video hướng dẫn cái sử dụng cái đàn BX16 đi chứ cái này hơi khó xài. Ok, này sẵn này khui luôn. Khui cây cây màu trắng ha, bữa trước ăn review cây màu gì nhỉ? Màu đen đúng không? Này này sẵn này khui cây màu trắng cho mọi người xem, màu trắng cũng đẹp. Cái cây BX16 là thiết kế đẹp cực luôn. Ai mấy bạn mà đã nhận hàng rồi thì bạn nào cũng khen. Đẹp hơn cả trong video. Anh thích cái cây này là cái bedan của nó là 6 ly này mọi người. Cây này các bạn sau này mà bị hỏng cái bedan thì các bạn mua cái bedan rất là dễ nhá. Ok, đẹp ha, gọn ha. Để cất cái này qua bên á. Còn đồng đàn chưa review. Cái này mấy bạn nó mới học mua về ok rồi. Wow, màu trắng đẹp quá. Wow. Khải đây. Đẹp quá ha. Không biết sao anh thích cái cây này hơn cây thiết kế cái này hơn cây BX20 luôn á, nhìn nó khỏe khoắn. Đấy. Đây. Các bạn xem cái chỗ này này, à, cái loa cái này bằng bằng sắt nhé, rất là đẹp luôn. À, cái màu nó cũng đẹp này, chất liệu nhựa cao cấp nhá, không có mùi hôi, mùi thơm. Ok, hướng dẫn sử dụng luôn. Mua thì cái hướng dẫn sử dụng của nó trong này này các bạn, à, các bạn lật cái này ra, nó có hướng dẫn ở đây. Nhưng mà tuy nhiên cái hướng dẫn này á, là bạn nào mà học piano rồi thì mới biết nhá, chứ còn không là cũng bó tay luôn á. Ok, vào đây, khởi động lên này. À, cây này tiếng không thua gì cây BX20 nhá. Ok, phím rất là ok luôn. Volume cây này là 15. Rồi, ở đây nó có hướng dẫn này. Cái đàn này á, nó ít cái nút chức năng ở trên này, cho nên là nó sẽ sử dụng cái nút phím đây, cái bộ phím ở dưới này để làm cái nút chức năng nhé. Đây cái bộ phím này các bạn này, đó, các bạn thấy không? Nó sử dụng hết cái bộ phím này để làm chức năng. Rồi ở đây các bạn muốn chuyển tông phải không? Thì các bạn bấm press này, tune key là la 2, là la 2 là sao? Tức là cái đàn của mình là có 8 quãng phải không? Thì cái quãng này là quãng 1, thì nốt la nằm ở đây thì gọi là la 1. À, còn cái la nằm ở thứ hai, ở cái quãng thứ hai thì nó gọi là la 2 ha. Đây, thì các bạn đè cái nút la 2. Tôi để bóc cái này ra. Đó, đây phần đầu là tone này, demol này, điệu này. Cái này là phần đệm, cái này là phần metronome. Cái này là volume. Cái này là cái phần temposer nhá. Cái phần này là có phần chuyển tăng giảm tông luôn để giúp chúng ta đệm hát dễ dàng ha. Thì bây giờ anh chỉ hướng dẫn những cái mà cần thiết thôi nhé. Ký hiệu này A2 hay là A2 thăng là nốt la đó, nốt la ở quãng số 2, à, hoặc là nốt la thăng ở quãng số 2, hoặc đây là nốt C1 này, là nốt đô 1 thì nằm ở đây. Đây, nhìn đây. Đây đô 1 ở đây ha, cái này đô 2, cái này đô 3, cái này đô 4, đi theo này này, đô 4, đô 5, đô 6, đô 7 ha. Thử cái phần điệu trước nhé, à, phần metronome trước nhé. Rồi metronome thì đây nó các bạn chỉ cần đè nút setting này và đây nốt đô 1 thăng, nốt đô 1 thăng đó. Đây là nhịp 3/4 này, nhịp 4/4 này, tắt ha, và bấm tắt. Ok, tiếp theo là phần cho nhá, phần đệm nhá. Rồi chúng ta đè và giữ nút đô 1 này, chúng ta bấm cái nữa là ok. Rồi bây giờ chúng ta mở điệu này, đó nó sẽ chức năng đệm hát giống như organ vậy. Ok ha, tắt rồi, giờ chúng ta khóa cái đó lại. Off ha. Rồi, ok không còn nữa. Rồi, tiếp theo là phần tăng giảm tông là phần quan trọng này. Tăng giảm tông thì chúng ta có nút E1 và nút pha 1, thì chúng ta đè nút E1.
Rồi, ok, chúng ta tăng lên này ha, một cung, cung rưỡi, hai cung ha, tăng lên. Và chúng ta muốn giảm thì bấm vào nút pha của nó này. Đó, nó sẽ giảm xuống. Đó, các bạn nhìn thấy màn hình ha, thấy nó trừ đi là lại về bình thường rồi. Ok, là cái đàn này có chức năng tăng giảm tông nhé. Rồi, tempo hay những cái này không cần thiết lắm. Chúng ta chỉ cần thiết những cái chính như là điệu này, hợp âm đệm này, metronome này, tempo thôi. Còn mấy cái này thì cũng không quan trọng lắm ha. Và các bạn có thể nghiên cứu thêm. Ok. Vậy là hướng dẫn xong cái đàn BX16 rồi nha. Bạn nào còn thắc mắc gì thì comment ở bên dưới. Đó, bạn nào đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với An qua số Zalo là 0913 200 907, An để góc màn hình nhé. Đó, hoặc các bạn có thể tới trực tiếp trải nghiệm cái đàn này ở địa chỉ là 416 xe 1 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11. Ok, các bạn thấy một màu trắng đẹp không? Đẹp quá trời ha. Đó. Thì anh rất thích cái thiết kế của cái đàn này. Đẹp ha. Đó, phía sau. Rất là khỏe khoắn. Cái này về các bạn chỉ cần đấu ra cái loa to to nghe sướng rồi. Là ok rồi, anh tặng cho cái jack 3.5 thôi. Ok, để góc rộng em, để góc rộng. Đó. Ok, quá đẹp.